bị lớn mà kéo ghê vậy. Đó giờ qua nhìn thấy nó miết cong 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 cong. Quá giật rồi. Chào nhà các bạn. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà mình nha. Chào ông bà cô chú anh chị em đã đến với kênh của Vui Miền Tây Vlog nha. Hôm nay hai cho con Rui Vui ra bè của anh Thị câu tiếp nha cả nhà. Hôm nay bận quá cả nhà, mới đi câu được à. Chứ hôm nay có hai cha con đi à. Vợ Vui ở nhà có công việc không có đi cùng được. Đây. Bè khu vực bè của anh Thị vui dẫn câu điểm cũ của đuôi bè dưới này nha cả nhà. Hy vọng hôm nay có thành quả tốt để có video gửi đến cả nhà mình xem nha. Sáng ngày hai cha con đi hơi trễ rồi cả nhà. Đi gà tới đây 9 giờ sáng, đúng rồi gà sớm một tí mà Vui gà trễ. Hai ba chùm nho kia con để nhà rồi. Hai cái nhỏ hai cái lớn rồi giờ để Vui cái này nè xếp vô trong để đi chút xíu với miếng này để Vui trộn mồi cái với bữa nay mà cái... câu mà nếu mà cảm thấy mồi đạt thì Vui sẽ chia sẻ mồi nói cho cả nhà mình xem mà để Vui thử trước cái nha. Còn không đạt thì không đạt luôn. Thì thôi Vui cắt luôn đem nó Vui bảo tồn luôn nha cả nhà. Rồi, nếu mà đạt thì cuối video Vui sẽ chia sẻ cái mồi mới mua này cho cả nhà mình xem, thấy người ta câu cũng đạt lắm, cái nhà bọn mình ở đây câu cũng biết sao, không biết là trong cái đó người ta có chế biến thêm gì không ha. Rồi thôi giờ để Vui làm mồi cái rồi xuống cặn tí cá ăn Vui quay cả nhà mình xem. Từ chiều từ sáng tới giờ mới lụm được chú cái giờ này mới chịu ăn, trời đang ngồi chưa đục mưa nghe nó miết cái then ten mưa quá trời cả nhà, tính gì về tạnh mưa gì à. Kéo dữ vậy? Bị lớn mà kéo ghê vậy. Đó giờ qua nhìn thấy nó miết cong 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 cần câu. Quá giật rồi. Cá nãy giờ nó bị bụng. Quá trời đó, giỡn đừng cá bơi. Dữ lắm cá bự cái này. Ăn ủi đúng là hôm nay móm đi về đích không rồi chứ đổi vỏ về tí nữa đổi gọng về đâu nắm vậy không có giật, bữa nay không có giật gì vậy. Con này có mấy ký đâu, 5 ký không? Trời ơi, chạy. Đâu mà lại bêm cái. Tới giờ nó mới chịu dính. Từ rồi sáng giờ luôn mới gặp mặt được con cá. Con này bự. Sao 7 ký? Sao 7 ký? Rồi đất ơi. Siết bên lại chút xíu bạn. Cảm ơn nhiều quá. Cảm ơn chị nhiều nha. Mấy ký? Cái này có 8 ký không? Có 8 ký. 8 ký. Trời ơi. Từ sáng giờ. Bữa nay đem mồi mới ra câu sáng giờ mới thấy mùi nữa. Ơi, đang ngồi đục mưa tính tạnh mưa em cuốn công gì đó. Nó mồi đổ bỏ cho rồi. Đổ mồi bỏ rồi đó. Chết rồi.
Chị Sáu dẫn dính con nãy nè. Không dính con nãy cho em chị. Đi gian cái ông bữa đó. Bữa đó ông câu từ sáng về rồi, chắc đi về cũng có con nào thì dính cho con cá bự hơn cá này nữa nè. Trời ơi. Hôm em câu bè. Hôm câu. Mở cái miệng cái ra đi rồi con mở cái này ra cho. Hôm câu bè trên kia là em cặp gần 30 kg. Cái gì? Hôm câu bè trên đó đó. Cá hả? Dạ. Yeah. Con cá 30 kg. Một cặp. Hai con gần. À. Đi. Tính đâu này đổi xô gì. Này món đặt em món bánh tráng. Cũng hên chứ, thích hên chứ. Cảm ơn nhiều nha con. Dạ. Cảm ơn nhiều chị ơi. Cô cá mọi thứ hơn. Cho qua cái. Chống mớm. Rồi chị. Ừ. Bao nhiêu ký? Ừ, bự ha. Thôi được con này về. Con dịch đẹp nó mừng. Thằng ơi. Trời ơi. Rồi bỏ gọng đi ba. Ê mà cái mà cả nhà mình ơi, tính đâu là cái đồ gom vô vỏ tại cả nhà hồi đổ bỏ luôn rồi, tính chuẩn bị tận mưa là gì à. Nhờ nó lại. Ôi ăn ủi con này là vui rồi. Sáng giờ mới ra được gọng rồi cả nhà. Nói cho mày mốt mua vợ cho nghe bạn vợ. Dạ, giống như câu này giống như... móc hầm trên nó gặp móc hầm dưới là bỏ luôn rồi. Ê. Quá trời, đợi tận mưa làm gì vậy nè. Quá trời nó mưa. Không, nó dính đúng con cá một. Ngớp đùng đùng sáng trưa giờ đi ra đây. Làm giờ nó mảnh về selfie. Thế mày sao mày cầm kiểu đó? Hôm nay con mẹ con đẹp nó không ra mấy con đẹp. Ra cho nó kéo con cá này đó. Nó mặc to mà nhờ nó bự. Nó đi lên luôn hả? Ngon làm kênh đào. Ừ. Tính đầu dướng tó đi luôn rồi. Rồi cuốn càng câu vô vỏ luôn đi. Gỡ chùm nho đi con lại để vô vỏ luôn. Để tạnh mưa cái là gom hết mấy cần vòng vòng đây là giọt luôn ở nhà mình đó. Hôm nay một con này là ngủi, tính đầu là không có con nào đây. Mồi này cũng chưa biết làm sao nha, cũng chưa dám giới thiệu cả nhà đâu. Đổ qua mồi bỏ trên. Mồi này cũng chưa biết làm sao nữa. Bữa nay nước cá nó ăn nước xìu rồi nó không ăn. Bây giờ giới thiệu mồi cho cả nhà sao chứ. Sao rồi dám giới thiệu cho cả nhà mình mồi này. Chưa giới thiệu được test đàng hoàng lắm mới được cả nhà. Nên ăn con này sẽ giống ăn hơn. Rồi thả muốn câu về luôn cả nhà, cái dẫn nè, thả đi bơi con bắt đi thả quá luôn. Vừa bỏ mồi cái này, vừa dính cá vừa cá tra luôn cả nhà. Giờ thả đi, thả đi vào đi ra bắt cái lấy cái gọng cá luôn bắt. Con ăn ủi về có cá đem về khoe với bà con nữa. tám kg vậy. Cá này mà theo nó mà to lắm mà chẳng có nhỏ đâu nha. Đừng vô gặm vô này giảm luôn rồi. Giờ có phút mà chèo chèo luôn cả nhà mình ơi. Cuốn câu vô vỏ là xả chiến đò vô đò về luôn cả nhà. Rồi dính to rồi. Về luôn bà cô chú anh chị em mình ơi. Sao vừa test lại mồi lại thử xem nếu mà nó đạt thì sẽ cho cả nhà mình biết là mồi gì nha. Chứ giờ cá là giống như ăn thì ăn xì ăn hôm vậy cả nhà, không có dám cho cả nhà mình giới thiệu mồi cho cả nhà mình. Bây giờ mình cũng hơi đắt tiền cho cả nhà mua công câu không đạt thì cả nhà la vui nữa. Chào hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Bye bye.